Chiều cho ăn xong bơm nước là xỉu luôn nha anh em. Giờ cho ăn xong rồi bắt đầu là bơm nước giải nhiệt cho anh em. Đám này là đám để chơi Tết không hả? Còn 40 mấy em ạ. Cho ăn, bơm nước xong là bắt đầu vô phòng ngủ luôn. Có chơi thì cần gà mà Tết thì nhanh tay đặt hàng ha, để muộn ha, số lượng có hạn còn rất là ít. Mình còn gà Tết có chừng 20 con, gà Tết chơi được có chừng 20 con, tại vì mấy con kia nó cũng còn nhiều mà nó tơ lắm anh em, chơi không chưa có ngon, để cho nó qua Tết phải tháng giêng già già, giờ phải giấu cho già chứ đưa anh em mà đưa tơ quá nguy hiểm lắm. Giờ là anh em có cái xu hướng là anh em cầm đi chơi sớm là mình chết luôn, súc sơn nha anh em.